Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Siêu dự án gần 25.000 tỷ đồng ở Vân Đồn chưa tìm được chủ đầu tư. Đối tác của Apple xây thêm nhà máy gần 400 triệu đô la Mỹ tại Bắc Ninh. Chủ đầu tư khu dân cư Làng Sen nợ 100 tỷ đồng tiền thuế, giám đốc bị hoãn xuất cảnh. Đường rộng 30m nối sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến thông xe vào tháng 10/2024. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết, kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Theo VN Express, sau hơn 2 năm chấp thuận chủ trương, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng 25.000 tỷ ở Vân Đồn chưa tìm được nhà đầu tư do vướng diện tích đất bị thu hồi. Cử tri huyện Vân Đồn vừa có kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về đẩy nhanh chọn nhà đầu tư tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Sơn Góp và khu dân cư Mân Bay Vân Đồn. Theo họ, dự án chậm tiến độ ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trong khu vực quy hoạch. Một số hộ có nhu cầu sửa chữa, xây dựng mới nhà ở đã xuống cấp nhưng không được cấp phép. Điều này gây bức xúc khó khăn trong quản lý đất đai, dễ phát sinh vi phạm theo kiến nghị của cử tri huyện Vân Đồn. Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn cho biết dự án Mân Bay Vân Đồn được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2022. 3 tháng sau đó, tỉnh đã duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và chỉ có công ty cổ phần đầu tư HD Mall Vân Đồn nộp hồ sơ đăng ký. Tuy nhiên, tháng 1/2023, tỉnh Quảng Ninh hủy thầu dự án do nhà đầu tư này không đáp ứng được năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Dù được chấp thuận chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu, phần diện tích đất trước đây giao cho công ty HD Mall thực hiện dự án cũ bị tỉnh thu hồi vào tháng 8/2022, do đó địa phương sẽ phải thực hiện lại quy trình chọn nhà đầu tư. Theo Z News, đầu tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án FCPV Foxconn Bắc Ninh tại khu công nghiệp Nam Sơn, Hạp Lĩnh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Mới đây, Foxconn Singapore PTE LTD, một công ty con của tập đoàn Foxconn có trụ sở tại Singapore, cũng đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bản mạch chính xác Foxconn nhằm triển khai dự án tại Việt Nam. Dự án nhà máy FCPV Foxconn Bắc Ninh được đầu tư nhằm mục đích sản xuất, lắp ráp, gia công bản mạch in PCB, bo mạch in với tổng công suất 2,79 triệu sản phẩm trên năm. Dự án có tổng diện tích thực hiện 14,26 ha với tổng vốn đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng, tương đương 383,3 triệu đô la Mỹ. Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh là một trong những khu công nghiệp tại Bắc Ninh của tập đoàn phát triển thành phố Kinh Bắc, HOSE KBC. Theo nguồn tin từ Vietnamnet, Cục Thuế tỉnh Long An vừa có thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Lưu Thị Phương Chính, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Phúc Khang Sơn Việt LA, công ty Phúc Khang Sơn Việt LA, trụ sở tại số 3, đường số 12, khu dân cư Làng Sen Việt Nam, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Lý do bà Phương Chính bị hoãn xuất cảnh là công ty Phúc Khang Sơn Việt LA còn nợ ngân sách nhà nước số tiền thuế 97,4 tỷ đồng, theo thông báo ngày 8/4/2024. Công ty Phúc Khang Sơn Việt LA là thành viên của Phúc Khang Corporation, đồng thời là chủ đầu tư dự án khu dân cư Làng Sen Việt Nam. Khu dân cư này tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, với quy mô 65 ha. Dự án có khoảng 2.500 sản phẩm với các loại hình như đất nền, nhà phố liền kề, nhà phố thương mại được mở bán từ năm 2015. Giai đoạn 2019 đến 2020, một số khách hàng tại dự án phản ánh chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận, dù đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho công ty Phúc Khang Sơn Việt LA nhiều năm. Nguyên nhân chậm cấp giấy chứng nhận vì chủ đầu tư chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án. Đơn cử như tháng 3/2019, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Long An đã chuyển trả 100 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho khách hàng tại dự án với lý do chủ đầu tư chưa xây dựng khu xử lý nước thải. Bên cạnh đó, có khách hàng còn phản ánh cùng một nền đất nhưng công ty Phúc Khang Sơn Việt LA vừa ký hợp đồng để thu tiền của khách, vừa mang thế chấp tại ngân hàng. Dự án mở rộng đường Tân Kỳ – Tân Quý được khởi công từ tháng 3/2023 với tổng mức đầu tư hơn 237 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Chiều dài tuyến đường là hơn 2 km với bề ngang mở rộng lên tới 30 m. Đi cùng với đó là hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cây xanh, hệ thống chiếu sáng. Dự kiến khi hoàn thành, dự án nâng cấp mở rộng mặt đường lên 30 m sẽ kết nối với cầu Tân Kỳ – Tân Quý, hình thành trục giao thông kết nối quốc lộ 1A đến trung tâm thành phố cùng sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến công tác ngầm hóa sẽ được hoàn thành trong 2 tháng tới để bắt đầu hoàn thiện mặt đường và thông xe trong tháng 10/2024. Tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc, hoàn thiện mạng lưới, tăng cường khả năng kết nối giao thông trong khu vực phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
Theo báo Thanh Niên, chiều 22 tháng 6, tại khu đô thị Trigo Legend, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Trigo Group đã tổ chức lễ khởi công tòa nhà căn hộ Trigo Residence Luxury, hứa hẹn sẽ là tòa nhà căn hộ mang đẳng cấp quốc tế với nhiều tiện ích ngay tại trung tâm thành phố. Tòa nhà được xây dựng trong khuôn viên của khu đô thị Trigo Legend với 40 tầng, cao 145 m, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hải Châu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình, đánh giá cao những đóng góp của Trigo Group nói riêng và các nhà đầu tư, doanh nghiệp nói chung đã góp phần làm thay đổi diện mạo của Quảng Bình. Là tập đoàn có uy tín, Trigo Group có những dự án mang tầm đẳng cấp quốc tế với khu du lịch giải trí nghỉ dưỡng có tiếng vang trong và ngoài nước. Với những ý tưởng, dự án đó, một siêu đô thị xuất hiện tại thành phố ven biển Đồng Hới đang dần trở thành hiện thực, ông Châu nói. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công tòa nhà căn hộ Trigo Residence Luxury, thực hiện lễ ký kết hợp tác giữa Trigo Group và các đối tác. Tòa nhà căn hộ Trigo Residence Luxury dự kiến sau hoàn thành xây dựng vào quý 4 năm 2027, được kỳ vọng sẽ là một khu dân cư cao cấp, đón đầu dòng khách quốc tế, góp phần đưa du lịch và kinh tế Quảng Bình phát triển. Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Sở đã thực hiện kiểm tra, rà soát đối với 41 dự án trên địa bàn. Trong đó, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Tổng số tiền xử phạt là 1,8 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm của dự án bao gồm không thực hiện đúng nội dung chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, chậm tiến độ, không thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị để kiểm tra hoạt động của 17 doanh nghiệp, qua đó ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 120 triệu đồng. Lỗi mà các doanh nghiệp mắc phải bao gồm thực hiện kê khai hồ sơ không trung thực, không chính xác, vi phạm thời hạn đăng ký, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, góp vốn không đủ. Trước đó, trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã thông qua rà soát thu hồi 47 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, cùng 33 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đầu tư 79 triệu đồng. Trong năm 2024, tỉnh cũng đã thu hồi 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 2,38 triệu đô la Mỹ, 6 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư 287 tỷ đồng. Ứng dụng Cà Phê Lem Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tên mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày, giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chừ gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. Cà Phê Lem Protect, đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.